Hello anh em, xin chào anh em, chào mừng anh em đã đến với video ngày hôm nay trên kênh của NK Pet. Và hôm nay thì video mình sẽ cùng anh em đi review và trải nghiệm cầu thủ Oliver Giroud. Chúng ta cùng đến với hiệp một hiệp thi đấu đầu tiên để cùng trải nghiệm Oliver Giroud cùng mình. Và vừa rồi là một pha dứt điểm khá đáng chú ý của Oliver Giroud. Oliver Giroud là một trong những cầu thủ có say dặn kinh nghiệm trong F-Football 2024 Mobi. Đã có bàn thắng mở tỷ số 1-0 dành đến cho đội bóng của chúng ta. Và người lập công đó là cái tên quen thuộc Oliver Giroud, đã có bàn thắng đầu tiên cho mình trong trận thi đấu ngày hôm nay. Một phong độ thi đấu cực kỳ cao của cầu thủ đang thi đấu cho đội tuyển Pháp. Đây là Saliba, người đang có bóng đó là Antoine Griezmann. Và liệu rằng Oliver Giroud có thể nâng số bàn thắng của mình lên con số 2 ở trận đấu ra mắt ngày hôm nay hay không? Và phối hợp của Oliver Giroud và Antoine Griezmann là cú ra chân của Oliver Giroud là rất hay, và tỷ số được nâng lên thành 2-0 ở phút thứ 12 của trận đấu, bàn thắng thứ 2 dành riêng cho Oliver Giroud trong trận thi đấu ngày hôm nay. Nakagawa là người có đường truyền và bóng đang trong quyền kiểm soát của các cầu thủ bên phía áo màu trắng. Đây là Koyumi, Upamecano là người có bóng, những pha xử lý rất bình tĩnh. Và đây là Oliver Giroud, đường truyền dành đến cho Thuram, một cơ hội để cho đội bóng của chúng ta có bàn thắng để gia tăng cách biệt. Etro Kante không thể chuyền bóng dành đến cho Antoine Griezmann khi mà cầu thủ hậu vệ bên phía đội bạn đã áp sát rất nhanh. Còn đây là pha đánh gót của Oliver Giroud. Và như vậy thì vừa rồi Oliver Giroud đã có một tình huống kiến tạo cho Griezmann ghi bàn. Và cảm ơn anh em đã đón xem và review về khả năng dứt điểm của Oliver Giroud trên kênh của NK Pet. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo trên kênh của NK Pet.